Trung Quốc thống trị thị trường xe điện như thế nào? Với thị trường khổng lồ và khát vọng vươn tầm thế giới, ngành ô tô điện của Trung Quốc đang được chính phủ nước này dành sự quan tâm đặc biệt, từ sự hậu thuẫn về tài chính cho tới những chính sách có lợi. Nhờ vậy mà trong vòng 8 năm liên tiếp, Trung Quốc đã trở thành thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Không những vậy, các công ty Trung Quốc cũng đang thống trị các lĩnh vực khai thác khoáng sản và sản xuất pin trong bối cảnh Mỹ và châu Âu đang vật lộn để bắt kịp. Thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Trong 2 năm qua, số lượng xe điện bán ra hàng năm tại Trung Quốc đã tăng từ 1,3 triệu xe lên 6,8 triệu xe, một con số khổng lồ khiến năm 2022 trở thành năm thứ 8 liên tiếp, quốc gia này là thị trường xe điện lớn nhất trên thế giới. Một báo cáo gần đây từ Counterpoint cho biết, cứ 4 chiếc ô tô được bán ra ở Trung Quốc thì có một chiếc xe là xe điện. Trong năm 2022, BYD nổi lên là công ty bán xe điện lớn nhất ở Trung Quốc với 29,7% thị phần, tiếp theo là GM, Tesla, Geely và Changan. Vào quý cuối cùng của năm 2022, dòng Song của BYD đã trút ngôi dòng xe điện giá rẻ nổi tiếng Mini EV của Wuling Hongguang để trở thành mẫu xe điện bán chạy nhất tại quốc gia này. Theo Salman Mandel, nhà phân tích cấp cao tại Counterpoint, thì hiện tại Trung Quốc có thị trường xe điện linh hoạt và sôi động nhất trên thế giới. Thị trường xe điện của Trung Quốc hiện đang phục vụ bởi gần 94 thương hiệu khác nhau với hơn 300 mẫu mã khác nhau. Sự linh hoạt của thị trường này cho phép người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc xe điện giá rẻ với giá khởi điểm từ 5.000 đô la cho đến những chiếc đắt tới 90.000 đô trở lên. Được biết, 81% thị trường xe điện Trung Quốc hiện do các công ty trong nước thống trị, bao gồm những công ty hàng đầu như BYD, Wuling, Chery, Changan và GAC. 19% còn lại được lấp đầy bởi những công ty nước ngoài như Tesla và Volkswagen. Ngoài những gã khổng lồ này, Trung Quốc còn là quê hương của một số công ty khởi nghiệp xe điện như NIO, Xpeng, Neta, Aito, IM Motors, Zeekr, Airways và Livan. Tất cả vẫn đang hoạt động khá tốt bất chấp sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty trong nước và nước ngoài. Vì sao người Trung Quốc ưa chuộng xe điện đến vậy? Sức khỏe, môi trường là động lực thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của xe điện ở Trung Quốc. Theo khảo sát do Rakuten Insight thực hiện, khoảng 66% người tiêu dùng Trung Quốc cân nhắc mua ô tô điện cho biết họ thích ô tô điện hơn ô tô thông thường bởi vì nó thân thiện với môi trường. Thống trị cả hệ thống binh điện. Trong bối cảnh thế giới đang bước vào kỷ nguyên xe điện, sản xuất pin trở thành một ưu tiên đối với nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ. Tuy nhiên, nhờ lợi thế gia nhập cuộc đua sản xuất pin từ sớm, Trung Quốc hiện đang dẫn đầu và bỏ xa các quốc gia còn lại. Bản dữ liệu và dự báo theo xếp hạng chuỗi cung ứng pin lithium-ion của Bloomberg NEF cho thấy vào 2022, công suất sản xuất pin của Trung Quốc nhiều hơn phần còn lại của thế giới còn lại. Với công suất gần 900 GWh, chiếm 77% tổng công suất trên toàn cầu, Trung Quốc hiện là nơi đặt trụ sở của 6 trên 10 công ty sản xuất pin lớn nhất trên thế giới. Riêng nhà sản xuất pin CATL của Trung Quốc đã kiểm soát tới khoảng 30% thị trường pin xe điện thế giới và là đối tác của nhiều ông lớn của thị trường xe điện toàn cầu như tập đoàn Tesla của Mỹ. Bên cạnh đó, Trung Quốc không ngừng tinh chỉnh kế hoạch chi tiết về chính sách pin và xe điện, hỗ trợ các công ty điều hướng những công nghệ phức tạp và tạo ra các loại pin hiệu quả có thể được triển khai một cách an toàn. Được biết, đằng sau sự thống trị về sản xuất pin của Trung Quốc là sự tích hợp theo chiều dọc của hoạt động sản xuất pin với phần còn lại của chuỗi cung ứng xe điện, từ khai thác kim loại cho tới sản xuất xe điện. Ba Lan đứng thứ hai về công suất sản xuất pin năm 2022, dù công suất chỉ bằng gần 1/10 của Trung Quốc. Ba Lan là nơi đặt siêu nhà máy Kroklov của LG Energy Solution, nhà máy pin lớn nhất tại châu Âu và là một trong những cơ sở lớn nhất thế giới. Tính chung, các quốc gia châu Âu chỉ chiếm 15% tổng công suất sản xuất pin toàn cầu năm 2022. Dù vẫn thua xa Trung Quốc, Mỹ cũng là một trong những nước sản xuất pin hàng đầu trên thế giới. Tính tới năm 2022, nước này có 8 nhà máy pin lớn đang hoạt động, chủ yếu đặt tại vùng Trung Tây và phía Nam. Tới 2027, công suất sản xuất pin toàn cầu được dự báo sẽ tăng gấp 8 lần. Tới năm này, khả năng cao Trung Quốc vẫn tiếp tục là nước dẫn đầu, theo sau là Mỹ, Đức và Hungary. Theo các chuyên gia trong ngành ô tô, Trung Quốc đang trở thành đầu tàu cho các quốc gia châu Á trong lĩnh vực tái chế pin xe điện đã hết hạn. Nước này đang triển khai một số công nghệ giúp giải quyết các vấn đề về môi trường trong khâu xử lý pin. Công suất xử lý pin đã qua sử dụng tối đa ở Trung Quốc được cho là lớn hơn châu Âu và Mỹ. Hiện các ông lớn sản xuất ô tô toàn cầu bao gồm cả Tesla đang sử dụng công nghệ mà các nhà sản xuất pin lớn nhất Trung Quốc cung cấp. Nó được lắp đặt trên hàng trăm nghìn ô tô và tương lai sẽ là hàng triệu ô tô điện bao gồm cả những chiếc Volkswagen AG và Hyundai Motor.
Trung Quốc thống trị thị trường xe điện như thế nào? Vào đầu những năm 2000, trước khi mạo hiểm bước vào lĩnh vực xe điện, ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi được công nhận là một cường quốc sản xuất ô tô sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, nhưng không có nổi một thương hiệu nội địa nào có thể cạnh tranh được với các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đang thống trị ngay trên sân nhà. Trung Quốc đã nhận ra rằng họ sẽ không bao giờ vượt qua các nhà sản xuất ô tô lâu đời của Mỹ, Đức và Nhật Bản về công nghệ động cơ đốt trong. Đối với xe hybrid, Nhật Bản đang là quốc gia dẫn đầu, có nghĩa là Trung Quốc cũng không có cửa để cạnh tranh. Chính vì lý do đó đã thúc đẩy chính phủ Trung Quốc từ bỏ công nghệ ô tô đã có và đầu tư vào lĩnh vực hoàn toàn mới, đó là ô tô điện hoàn toàn chạy bằng pin. Đây là một bước đi đầy rủi ro vào thời điểm đó, nhưng chính bước đi liều lĩnh ấy đã đem lại lợi thế cho Trung Quốc trong lĩnh vực có thể sẽ là một phần quan trọng của ngành công nghiệp ô tô tới đây. Ngoài ra, đối với Trung Quốc, xe điện còn giúp giải quyết một số vấn đề lớn khác như tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các thành phố lớn, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu dầu và giúp tái thiết nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Vì vậy, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện các bước đầu tư vào công nghệ xe điện từ năm 2001 bằng một dự án nghiên cứu khoa học nằm trong kế hoạch 5 năm. Đến 2007, ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc có bước tiến lớn khi Wang Gang, người từng làm việc tại Audi của Đức trong hơn 10 năm, đã trở thành Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Từ đó, mục tiêu phát triển xe điện luôn được ưu tiên trong kế hoạch kinh tế quốc gia của Trung Quốc. Vậy, chính phủ Trung Quốc đã làm gì? Bắt đầu từ 2009, chính phủ Trung Quốc bắt đầu trợ cấp tài chính cho các doanh nghiệp sản xuất xe điện để tạo ra các mẫu xe buýt, taxi hoặc xe cá nhân cho người dùng. Năm đó, chỉ chưa đầy 500 chiếc xe điện được bán tại đây. Từ 2009 đến 2022, chính phủ nước này đã rót hơn 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 29 tỷ đô vào các khoản trợ cấp và giảm thuế cho xe điện. Và bên cạnh đó, chính phủ cũng đã giúp các công ty xe điện trong nước duy trì hoạt động trong những năm đầu bằng cách ký các hợp đồng mua sắm. Đến khoảng năm 2010, trước khi thị trường chấp nhận xe điện, những chiếc xe điện đầu tiên ở Trung Quốc là một phần quan trọng của hệ thống giao thông công cộng rộng lớn. Nhưng trợ cấp và giảm thuế vẫn chưa phải là một bức tranh toàn cảnh, khi Trung Quốc vẫn có các chính sách khác để khuyến khích cá nhân mua xe điện. Ở những thành phố đông dân như Bắc Kinh, biển số ô tô đã được phân chia theo tỷ lệ trong hơn một thập kỷ và vẫn có thể mất nhiều năm hoặc hàng nghìn đô mới có thể đăng ký được biển số một chiếc xe chạy xăng. Nhưng quy trình này đã được miễn cho những người quyết định mua xe điện. Cuối cùng, chính quyền địa phương đôi khi cũng hợp tác chặt chẽ với các công ty xe điện để tùy chỉnh các chính sách có thể giúp các công ty này phát triển. Ví dụ BYD, công ty xe điện của Trung Quốc hiện đang thách thức sự thống trị của Tesla trong lĩnh vực xe điện, đã vươn lên nhờ quan hệ chặt chẽ với thành phố phía nam của Thâm Quyến và biến nơi này trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới điện khí hóa hoàn toàn đội xe buýt công cộng của mình. Bước đi khôn ngoan khi đón chào Tesla. Sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện của Trung Quốc thực sự gắn liền với sự trỗi dậy của Tesla. Alicia Garcia Herrero, nhà kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của công ty quản lý quỹ Natixis, nhận xét khi chính phủ Trung Quốc đưa ra các khoản trợ cấp, họ không giới hạn chúng đối với các công ty trong nước. Đây là chính sách rất thông minh. Alicia Garcia Herrero nói thêm, thay vì tìm cách bảo hộ các công ty xe điện nội địa, bạn hãy tạo ra một hệ sinh thái. Hãy cung cấp những khoản trợ cấp này cho cả những công ty nước ngoài, bởi vì sau đó họ sẽ là một phần của hệ sinh thái đó và không thể rời bỏ đi được. Ngoài các ưu đãi tài chính, chính quyền của các địa phương Trung Quốc đã tích cực mời Tesla xây dựng các cơ sở sản xuất tại nước này. Gigafactory của Tesla tại Thượng Hải được xây dựng rất nhanh vào năm 2019 nhờ những chính sách thuận lợi của địa phương. Nhờ vậy mà ngày nay Trung Quốc là một phần không thể thiếu trong chuỗi cung ứng của Tesla. Tesla Gigafactory tại Thượng Hải hiện là trung tâm sản xuất hiệu quả nhất của hãng xe điện Mỹ, chiếm hơn một nửa số xe Tesla được giao trong năm 2022. Tất nhiên là đôi bên cùng có lợi khi Trung Quốc cũng đã thu được rất nhiều thứ từ Tesla. Các thương hiệu xe điện Trung Quốc buộc phải đổi mới và cố gắng bắt kịp Tesla về mọi mặt, từ tiến bộ công nghệ đến khả năng chi trả. Ngược lại, ngay cả Tesla bây giờ cũng cần tìm cách tiếp tục cạnh tranh ở Trung Quốc trước sự trỗi dậy của xe điện nội địa. Những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc cho thị trường xe điện đã có thành quả. Minh chứng là việc nước này là thị trường xe điện lớn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Trung Quốc có giữ được vị thế ấy hay không lại là một câu chuyện khác. Bởi vì trong hiện tại thì cuộc đua xe điện toàn cầu đang diễn ra ngày một khốc liệt hơn bao giờ hết. Hiện tại, thị trường xe điện Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc chiến lớn về giá do Tesla khởi xướng. Những gã khổng lồ khác cũng đang đón nhận cuộc chơi như BYD, Ford, XPeng.
Cuộc chiến giá cả này có thể tạo ra thêm nhu cầu và duy trì doanh số bán xe điện vào năm 2023. Mặc dù trong ngắn hạn thị trường xe điện có thể gặp khó khăn do suy thoái kinh tế và những thay đổi về chính sách, nhưng triển vọng dài hạn cho thị trường xe điện của Trung Quốc là vô cùng tích cực khi nước này đặt mục tiêu giảm đáng kể lượng khí thải hạt và đạt được mức trung hòa carbon. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!